Chào các bạn nha. Trước mặt mình đây là một cái máy lọc nước Carofi D66 và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng cơ bản của dòng máy này. Thì đây là một cái dòng máy mà thời điểm hiện tại là rất nhiều người đang quan tâm với mức giá rất là tốt cũng như là cái thiết kế nhỏ gọn này và nhiều công năng, đặc biệt là nó có thể làm lạnh bằng block nữa. Đây là nó sẽ cho cái chất lượng nước lạnh sâu hơn từ 7 đến 15 độ C nha. Còn nước nóng thì từ 85 đến 95 độ C, tức là các bạn hoàn toàn có thể pha trà, pha cà phê rất là tuyệt vời, pha sữa cho em bé. Thì sau khi mà lắp đặt xong các bạn, chúng ta sẽ tiến hành cắm điện. Nhưng mà tạm thời cái công tắc ở bên hông này chúng ta sẽ off dùm mình nha. Ở bên hông bên tay phải của máy nó sẽ có hai công tắc là công tắc nóng và công tắc lạnh. Tạm thời chúng ta chưa mở lên vội. Sau khi lắp đặt xong thì các bạn sẽ giúp mình là mở cái van RO ở giữa. Khi nào mà thấy nước chảy ra thì các bạn sẽ xả bỏ 20 lít nước đầu tiên dùm mình nha. Lưu ý là xả bỏ 20 lít nước đầu tiên dùm mình. Bởi vì khi đó thì cái nước nó sẽ chạy vào toàn bộ các lõi lọc này này, và nó sẽ làm cho cái hệ thống của chúng ta nó trơn tru hơn, nó nước nó sẽ chất lượng hơn nha các bạn. Sau khi mà thải bỏ 20 lít nước đầu tiên thì các bạn sẽ tiến hành là khóa cái van RO lại bằng cách là vặn xuôi chiều kim đồng hồ nha các bạn. Tiếp theo thì các bạn sẽ xả dùm mình là một trong hai van, là van nóng hoặc là van lạnh, cái nào cũng được. Mình sẽ mở van lạnh trước, nước chảy ra nha, thì mình sẽ tắt cái van lạnh đi và làm tiếp theo đối với van nóng. Đó, sau đó thì mình sẽ tắt đi. Sau khi mà nước từ hai vòi này các bạn mở cả ba van nó cùng chạy thì chúng ta sẽ tiến hành là khóa cả ba van lại nha, và chúng ta sẽ tiến hành là bật công tắc ở bên hông bên phải này lên. Đó, thì tương ứng là bên công tắc bên trên là nước lạnh và bên dưới là nước nóng. Sau khi các bạn bật công tắc lên thì ở trên này nó sẽ có đèn nóng và đèn lạnh, nó lần lượt nó sẽ sáng đèn lên như các bạn. Khi mà đèn nóng và đèn lạnh sáng đèn lên tức là nó đang đun nóng và đang làm lạnh. Lúc đó thì các bạn sẽ chỉ việc là đợi cái đèn nóng và đèn lạnh tắt đi thôi, là nhiệt độ nước nó đã đủ rồi để các bạn dùng rồi. Trường hợp mà mình thấy khách hàng họ hay nói nhất đó chính là việc khi mà bật lên nhưng nó không sáng đèn thì các bạn sẽ phải làm thế nào. Đầu tiên thì các bạn sẽ giúp mình là tắt các cái công tắc ở bên hông này trước. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta lấy một ngón tay nha, chúng ta giữ vào cái van nóng hoặc van lạnh tùy vào cái đèn nào không sáng các bạn. Ví dụ như là đèn nóng không sáng thì mình sẽ giữ van nóng, đèn lạnh không sáng thì mình sẽ giữ van lạnh. Hai đèn không sáng thì chúng ta sẽ giữ vào cả hai van này luôn nha. Rồi, mình sẽ tắt công tắc trước, sau đó thì mình sẽ lấy ngón tay mình bịt vào cái đầu van như vậy nha. Các bạn tiến hành mở nước. Khi các bạn cảm thấy có lực nước vào đầu ngón tay này thì chúng ta sẽ tắt nó đi. Và sau đó thì chúng ta sẽ khởi động lại công tắc. Đó, lúc đấy thì công tắc nó sẽ sáng đèn lên nha. Tương tự đối với van nóng cũng vậy. Thì đây là một cái cách để xử lý sự cố cho những bạn nào mà có lắp đặt những cái dòng máy Carofi KD66 này mà khi mở van lên nó lại không có sáng đèn. Thì hãng sản xuất họ cũng rất là tinh ý khi mà cho trong này chúng ta rất là nhiều những cái thông tin liên quan đến việc là thời gian bao lâu thì các bạn sẽ phải thay lõi, cũng như là số hotline của tổng đài Carofi. Mình đánh giá hotline này rất là cao tại vì các bạn rất là nhiệt tình. Hôm nào thì mình có gọi hotline này, và sau đó thì các bạn ấy gọi lại cho mình bằng số cá nhân để các bạn ấy hướng dẫn cho mình một cách cụ thể và chi tiết hơn, để hôm nay mình có video hướng dẫn lại cho các bạn một cái máy rất là tuyệt vời nha. Nóng thì nóng sâu và lạnh thì cũng lạnh sâu, như kiểu nước trong tủ lạnh các bạn, tiện lợi vô cùng luôn á. Các bạn có thể nấu mì này, pha trà, pha cà phê này, hoặc là pha sữa em bé, hoặc là trong những cái ngày hè nóng bức mà chúng ta có những cái ly nước lạnh từ cái máy này thì rất là tuyệt vời nha. Ok, cảm ơn các bạn đã mất chút thời gian để theo dõi video. Các bạn có thắc mắc gì về cái sản phẩm này thì cứ để lại comment ở phía dưới nha. Và sản phẩm này thì đang có mức giá khá là tốt tại các cửa hàng của Điện Máy Xanh, cũng như kèm với chương trình khuyến mại 0% lãi suất. Và mình nhớ không nhầm thì là nó sẽ có không đưa trước góp 8 tháng nha các bạn. Ok bạn ơi.